Thưa quý vị, trong Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì hoàn thành tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng để các địa phương phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Nhận thức được vấn đề này, những năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh đã đẩy mạnh xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp có sự tham gia của người dân. Chính điều này đã đóng góp rất lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước xóa đói giảm nghèo, hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiệu quả. Tây Ninh là tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp, trong đó nguồn lực đất đai rộng lớn và hệ thống thủy lợi được đầu tư xây dựng đồng bộ, không chỉ phục vụ nhu cầu trồng trọt và chăn nuôi, mà còn cung cấp nước cho hoạt động sản xuất công nghiệp và sinh hoạt. Nhận diện rõ tiềm năng và lợi thế hiện có, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 11 xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị là một trong 4 đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng chú trọng đến việc xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp, tăng quy mô sản xuất, áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất hiện đại, nâng cao lợi ích của các bên tham gia chuỗi nhằm tránh được tình trạng được mùa mất giá. Nhằm cụ thể hóa những mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của kế hoạch này là hình thành và phát triển các phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản theo chuỗi bền vững gắn với quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới, ứng dụng khoa học công nghệ và phải phù hợp với đặc điểm, quy mô, cấp độ của lực lượng sản xuất, khả năng đáp ứng của mỗi loại nông sản theo tín hiệu thị trường trong và ngoài nước tại các vùng địa phương sản xuất nông sản. Việc trước đây chúng ta sản xuất là chúng ta mang tính là sản xuất thuần túy nông nghiệp, thì tức là chúng ta sản xuất cái gì chúng ta thấy có lợi chúng ta sản xuất, tuy nhiên nó không mang tính bền vững và nó chịu cái yếu tố rủi ro của thị trường cũng như thời tiết. Việc liên kết sản xuất thì chúng ta sẽ tạo ra cái ổn định thứ nhất về cái đầu vào sản xuất và cũng như là cái đầu ra sản xuất, và như vậy nó qua cái việc đó thì chúng ta sẽ có cái ổn định về thu nhập và sẽ ổn định về thị trường, thì người dân sản xuất sẽ yên tâm hơn trong cái việc mà đầu tư cũng như là cải tạo và cũng như là để gia tăng mở rộng quy mô sản xuất. Thị trường bây giờ ngày là một khó tính, và các cái chuỗi phân phối thì họ yêu cầu là chúng ta phải có những sản phẩm chất lượng tốt, giá cả phải chăng và cái độ đồng đều phải tương đối. Và chúng ta phải cung cấp đúng theo cái hợp đồng. Cho nên rằng là việc mà chúng ta nhiều nông dân hợp tác với nhau để thành lập những cái tổ liên kết hoặc những hợp tác xã là điều hết sức là cần thiết. Vừa là thứ nhất là đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường, chúng ta cung cấp ra thị trường những cái sản phẩm giá trị tốt, đồng đều và giá cả hợp lý. Một mặt là khi chúng ta mua vật tư đầu vào thì chúng ta cũng mua chung được số lượng lớn, hàng hóa thì có thể kiểm tra được. Đối với Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Minh Trung, có địa chỉ tại xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, đi vào hoạt động từ gần 3 năm nay. Trong đó, Hợp tác xã có một cửa hàng kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật để cung ứng và hướng dẫn cho thành viên Hợp tác xã. Các hộ nông dân sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Đồng thời, Hợp tác xã còn thực hiện mô hình liên kết với nông dân trong sản xuất, tiêu thụ trái mãng cầu. Thì hiện tại thì Hợp tác xã có liên kết với lại khoảng 130 đến 150 thành viên liên kết, có tham gia liên kết với hợp tác xã. Thì cái diện tích liên kết thì khoảng 600 hectare. Hiện tại thì hợp tác xã sẽ cung ứng các vật tư đầu vào như là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, và hợp tác xã sẽ tiêu thụ hàng hóa của nông dân. Khi mà nông dân sản xuất hàng ra đó thì họ sẽ không phải quan tâm là hàng của mình sản xuất ra bán cho ai, và hợp tác xã sẽ là người đứng ra để bao tiêu tiêu thụ hàng hóa của họ. Thời gian qua, để mở rộng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành đề án phát triển chuỗi giá trị và cụm ngành nông nghiệp tỉnh, đồng thời triển khai các giải pháp như ưu tiên kêu gọi các nhà đầu tư có thực hiện chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ, cung cấp giống, vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm cho nông dân, triển khai chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo quyết định số 23 ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và khuyến khích các hộ nông dân tham gia các hình thức kinh tế hợp tác. Đến nay,
chính sách này đã hỗ trợ cho 13 dự án, gồm 1 dự án cấp tỉnh và 12 dự án cấp huyện, với tổng kinh phí gần 29 tỷ đồng. Trong đó có dự án hỗ trợ liên kết sản xuất, xay xát và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao theo hướng Việt Gáp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh của công ty cổ phần sản xuất thương mại Lúa Vàng Việt. Mô hình tổ liên kết Đức Thành Lúa Việt là mô hình dự án cấp tỉnh đầu tiên được thực hiện theo quyết định của 23 của tỉnh Tây Ninh. Thì hiện tại tổ liên kết là dự án liên kết xay xát bao tiêu sản phẩm lúa chất lượng cao theo hướng Việt Gáp với diện tích lên đến là 2.220 hecta, có bao gồm khoảng 760 hộ nông dân tham gia. Mục tiêu lớn nhất của dự án là chúng tôi mong muốn xây dựng một cái vùng nguyên liệu mà nơi đó đầu vào được đảm bảo chất lượng thông qua việc là cung cấp vật tư nông nghiệp cũng như là thuốc diệt thực vật, những cái hoạt động liên quan tới cái việc mà quy trình canh tác để tạo ra được những hạt lúa chất lượng nhất. Song song với việc đó là nông dân sẽ được tiếp cận với những cái chính sách đầu ra được bao tiêu bởi những cái đơn vị tham gia dự án, trong đó là công ty Lúa Vàng Việt là đơn vị bao tiêu chính của dự án. Với mô hình doanh nghiệp cùng tham gia chuỗi sản xuất lúa đã góp phần thay đổi nhận thức và kỹ thuật sản xuất cho người nông dân, tạo sự dịch chuyển từ phương thức sản xuất cũ sang phương thức sản xuất mới có áp dụng khoa học công nghệ, đảm bảo dùng nguyên liệu ổn định bền vững, từ đó nâng cao thu nhập và bảo vệ môi trường sinh thái, thúc đẩy sự phát triển và ổn định dùng nguyên liệu phục vụ chế biến lúa gạo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cũng là tiền đề bảo đảm cho các chủ thể tham gia trong chuỗi giá trị chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm và đầu tư có hiệu quả. Mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị làm thay đổi tư duy của người dân từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ sang liên kết sản xuất, tập trung áp dụng quy trình sản xuất bền vững, đạt tiêu chuẩn cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Tham gia lúa dạ diện thì trước mắt thì mình thấy là cũng có như công ty có kỹ sư thì hướng dẫn cho mình, rồi thứ hai nữa là cũng có hỗ trợ cho mình số tiền, rồi diêm cho là cũng cho mình mua mình cho mình giao cho mình, thì thấy vậy thì cũng được cái phần đó là cũng ổn định á, dân nó ai cũng mừng. Trước đây thì vấn đề mà làm lúa của địa phương thì cái giá thành nó không có ổn định. Từ ngày mà hợp tác xã mạnh dạn chuyển đổi cái mô hình là liên kết chuỗi với các cái nhà máy như điển hình như là nhà máy Lúa Vàng Việt và công ty Vĩnh Xuân của Củ Chi, để cho thành viên của trong hợp tác xã cũng như nông dân lân cận để tiếp cận đến cái giống lúa mới này, và từ đó nâng được cái thu nhập cho bà con nông dân và cũng nâng được cái nguồn kinh tế cho hợp tác xã. Trong bối cảnh hiện nay, ngành nông nghiệp đang gặp nhiều khó khăn thách thức bởi chi phí đầu vào tăng cao, trong khi giá bán sản phẩm nông nghiệp đầu ra khó tăng tương xứng. Vì vậy, liên kết sản xuất giữa nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm càng có ý nghĩa quan trọng, cần được củng cố chặt chẽ hơn nữa nhằm giúp cho người nông dân nâng cao giá trị sản xuất nông sản, tăng thu nhập. Đồng thời, việc triển khai thực hiện liên kết trong sản xuất nông nghiệp cũng là hướng đi đúng trong giai đoạn phát triển nông nghiệp hiện nay và là xu thế tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại. Do đó, trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, lợi ích tham gia chuỗi giá trị cho người sản xuất, doanh nghiệp. Đẩy mạnh vận động, hỗ trợ, hướng dẫn nông dân chuyển từ mô hình sản xuất hộ gia đình sang hợp tác, liên kết sản xuất, chuỗi giá trị, tạo ra nền kinh tế nông nghiệp tuần hoàn. Bên cạnh đó, cần tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bình đẳng, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tăng cường thu hút khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ giới thiệu kết nối doanh nghiệp có năng lực, uy tín tham gia liên kết tiêu thụ để người dân yên tâm sản xuất. Ngoài ra, tỉnh cũng cần quan tâm tới công tác đánh giá dự báo thị trường, thường xuyên cập nhật, nắm chắc thông tin thị trường cung cầu hàng hóa nông sản. Đây là cơ sở để giúp người nông dân, doanh nghiệp nghiên cứu điều chỉnh hướng sản xuất, kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của thị trường và chủ động tìm đầu ra cho nông sản, là cơ sở thiết lập hợp đồng dài hạn giữa người sản xuất và người chế biến, tiêu thụ sản phẩm.
Thưa quý vị, hiệu quả từ việc liên kết sản xuất trong sản xuất nông nghiệp giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã với người nông dân góp phần quan trọng trong việc triển khai, thực hiện xây dựng nông thôn mới và cũng là một trong những nhiệm vụ, nội dung quan trọng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Do vậy, cần có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Tây Ninh xây dựng nông thôn mới kỳ này do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh thực hiện cũng đã hết. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.